Hi, xin chào quý các bạn nhé. Chào các bạn quay trở lại với Audio TV các bạn. Hôm nay thì rất là vinh dự được đón tiếp vợ chồng anh Hải Tuyên đến với Bảo Yên Lào Cai mình. Và hôm nay thì xin mời các bạn đi cùng mình và cùng vợ chồng anh Hải đi vào trong một cái homestay rất là nổi tiếng tại Nghĩa Đô các bạn nhé. Không còn mic à? Không, mic này thu tốt. Ok. Em có mic nhưng mà em không dùng. Hôm nay rất vui khi Ado đưa về một cái làng nghề tày rất là đẹp luôn. Và ở đây thì rất nhiều cọ và quế nhá. Này, vườn ao chuồng này. Đấy. Hôm nay thì anh đi những đâu rồi anh? Chắc là vợ mong con Thảo á. Ai à? Vợ mong là hát xì hơi. Chuẩn bị đến bây giờ. Vừa mới đi chơi bắn nỏ rồi đi khà kheo rồi rất nhiều những cái hoạt động ấy. Hôm qua mà anh đến sớm ấy, thì có cái cuộc thi bắt cá với hai bắt cá vậy là đua mảng. Nhưng mà rồi. Thì em hơi nóng một tí. Ở đây thì hôm nay thì sẽ các bạn đi cùng mình và anh Hải đi vào trong cái homestay này các bạn. Cái homestay này có cái có hai cái ao, có cái trò rất là đẹp luôn này. View đẹp. Đấy, ngồi đây hết ý luôn nha. Thì anh em tính là ngồi đây hay là ngồi trên hạ sàn anh? Chưa biết được. Ngồi đây là sàn thì nó có quạt mát hơn. Ngồi đây là sàn có thể có quạt mát hơn. Ngồi đây mát mà. Ngồi đây câu cá. Đẹp đấy. Nhà Đô gần đây không? Nhà em cách đây 13 cây. À. Dạ vâng. 13 km anh à. Đấy, nhớ đường cho anh vào ấy nhưng mà. Ngoài Bảo Yên đấy đúng không? Đúng rồi, đợi anh vào đám cưới thì đường nó vẫn xấu, bây giờ nó vẫn xấu. Chắc phải 2 năm nữa nó đang làm đường. Ở khung cảnh đây thì rất là yên bình các bạn, nó cách xa với khói bụi thành phố. Anh đi trước đi. Rồi, hôm nay ở trong này thì mọi người thì đang làm cơm các bạn, những cái món ẩm thực của đồng bào người Tày. Đô lên quay cho mọi người đi. Ok. Các món ăn ở đây nhá. Ok. Ok ok. Anh vào lên trên, anh lên trên cho mát. Anh lên mát. Vâng. Đó, ở đây thì mọi người sẽ bắt cá, cá bống cũng dễ ao các bạn. Và làm những cái món ẩm thực ở tại đây. Ông ơi, con cá thì có gì đấy ạ? Cá bống ấy. Cá bống đúng không? Đúng, cá bống. Cá thần đấy. Cá thần đấy. Không phải, nó là cùng một dòng với dòng cá thì mọi người thì thường thường sẽ gọi là cá thần thế đâu các bạn. Đó. Ướp đó. Cái này sẽ ướp cái gì đấy ạ? Ướp cái mặt khén, ướp hạt rổi, giả dạ, ướp xong rồi 3 phút rồi nước. Dạ vâng. Hạt rổi mặt khén ra giảm 30 phút nước. Con pé pông này thì mình nuôi bao nhiêu năm đây rồi đấy ạ? Hơn 3 năm. Vâng. Hơn 3 năm mà có được cân chín rồi. Vâng. Cái giống giống này nó lớn chắc không được. Vâng, chính xác. Chấm này nhanh rồi. Cái chấm thì nuôi 1 năm thì có thể 4-5 cân bình thường. Cái này thì chắc nhất rồi. Vâng. Nếu mà nuôi cỏ ấy các bạn, nếu mà nuôi kiểu công nghiệp giống như ở xuôi thì vài tháng người ta đã xuất rồi. Công nghiệp thì không nói. Toàn dùng lá chuối, lá sắn. Lá chuối, lá sắn thôi. Đó, thế thôi. Đấy, mình có gì cho ăn đấy thôi chứ đó. mình để phục vụ gia đình thôi mà. Vâng, rồi. Thả cá để phục vụ gia đình. Rồi, mình chỉ thả cá chứ không phải là nuôi cá. Đó. Ở trên nhà thì mọi người đang làm những cái món gì đấy ạ? Món vịt lam. Vịt lam. Vịt luộc. Vịt luộc. Gà canh kiệu. Vâng. Gà giò bằng lẽ. Vâng. Cá nướng. Vâng. Châu sấy ở nướng tảng. Vâng, rồi để cháu sẽ lên xem nhé. Ông âm bổ cá nhé. Dạ. Thưa các bạn, mình sẽ đi lên trên này. Lên xem bổ cá. Ở trên này một ngôi nhà sàn. Khung cảnh này thực sự là rất là yên bình luôn. Đó. Hôm nay thì có dịp thì mình lên đây đi cả anh chị nữa nên là vào đây ăn uống nhậu nhẹt với nhau các bạn, lâu lắm rồi cũng không gặp nhau.
Đây là có những cái món mà mọi người đang cùng nhau chế biến ở đây. Đây. Đó. Mình đang làm cái gì đây ạ? À? Mày nhưng ạ. À? Mày nhưng là cái thịt từ thịt gì đây? Thịt gà cuốn với măng đúng không? Ồ. Ở trong đây thì mình có những cái gì đây ạ? Gia vị ạ? Vâng. Rượu này. Củ kiệu, gừng. Hạt dổi. Vâng. Gừng, hạt dổi, hạt tiêu, củ kiệu. Hả? Ừ. Ui con gà này con gà đen chứ nhỉ anh nhỉ? Đen nấu canh kiệu. Gừng cho bà. Đây này. Canh kiệu. Là canh củ kiệu. Con gà đen này xương đen luôn các bạn. Con này có thể hơi hơi lai một chút vì nó không đen hết. Nhưng mà gà ở đây thì kể cả gà đen hay là gà thường thì cũng rất là ngon luôn các bạn ạ. Vì được thả đồi rồi là đối nó ngủ trên cây thôi mà. Để bắt nó chắc phải tìm từ bắt từ hôm trước. Đó. Phải bắt vào. Dạ vâng. Cái này thì mình chặt làm món gì đấy ạ? À? Làm gà canh kiệu. À gà canh kiệu. Gà canh kiệu này, gà làm mẻ nhưng này. Rồi, tiếp theo đó xem nào, xem đằng đây. Là chị đang có món gì đấy? Cá nướng hai lửa. Cá nướng. Cá này là cá gì đấy ạ? À? Cá chấm. Chấm ao mè. Cá chấm ạ. À? Vâng. Châu nướng. Thịt trâu nướng. Con này thì mình cá này thì mình được ướp cái gì đây? Ướp gia vị này. Ướp có ớt này, có sả này. Đó. Hạt tiêu, tương ớt. Trong cái ống lam đấy là cái gì đấy ạ? À, vịt lam. À vịt lam đúng không? Vịt lam ống nữa. Ở đây thì vịt lam khác với chỗ mình các bạn nhé. Ở đây thì mọi người sẽ cuốn vào cái lá chuối rồi sẽ cho vào. Họ rồi sẽ cuốn lá chuối cho vào rồi sẽ nướng kiểu khô các bạn. Không cho nhiều nước các bạn ạ, cho một chút nước cho nó đỡ bị cháy thôi. Là như thế. Còn trong đây là xôi gì đấy ạ? Xôi nếp rồi đúng không? Xôi nếp và cho vào cái chõ này. Cái chõ bằng độc mộc đây. Còn trong này là cái vị gì đây? Thịt trâu nướng tảng à? Vâng. Ồ, thịt trâu nướng. Vâng. Chào cảm ơn nhé. Ui trong này hiện tại thì thời tiết khá là nóng các bạn, đang là mùa hè mà. Nên là để mà vào bếp mà ngồi trông những cái món này thì thực sự là hơi vất đấy. Ở mình sẽ ra đây xem mọi người chế biến những cái món này chi tiết xem như làm sao các bạn nhé. Rồi trong nữa thì chúng ta sẽ lên mâm. Anh chị Hải thì đang một chút công việc ở dưới kia các bạn. Trong nữa thì chúng ta vào mâm cơm thì sẽ trò chuyện ăn uống với nhau. Bác thì mổ con cá bỗng xong rồi. Không biết là bác sẽ làm món gì đây? Nướng. Ồ, lại nướng tiếp ạ? À? Cho thấy có cá nướng rồi mà. À? À để chiều ạ, à đúng rồi. Khi mà mình chuẩn bị thì mình phải ướp trước các bạn để cho nó ngấm gia vị đã. À chưa nướng rồi đúng không? Cháu đang thắc mắc là ngoài trong kia có mấy cái vỉ mà sao lại bổ tiếp. Đây gia vị đây các bạn. Cái này là nước chấm rồi đúng không? Nước chấm vịt. Trong này là có gừng này. Gừng, rau răm, hạt dổi. Thơm quá các bạn, thơm thực sự luôn đấy. Răm, hạt dổi các loại. Vâng. Thơm. Rau răm, hạt dổi, hạt tiêu. Ôi này, cún thì đang múc cái này này các bạn. Ờ, nước nói, cái này mới nói chuyện nhiều à? Cái này là nước gì đây? Rượu. Nước nói đúng không? Rượu này thì rượu men lá hay sao gọi nó thơm quá. Thơm này, ủ chum này. Cái này mới ủ bao nhiêu lâu rồi ông? Lâu lắm rồi. Dạ.
Cứ nấu là mình cứ cho vào chung ngủ thôi đúng không? Vâng. Dạ. Mẩy nhưng các bạn, gọi là mẩy nhưng. Rán xong thì rán xong thì cho vào đây. Sẽ đặt lên đây cho nó ráo này các bạn, cho nó khô. Những cái món này thì mình của người Tày thì mình cũng truyền tải rất là nhiều trên kênh rồi các bạn ạ. Nếu mà muốn xem chi tiết và cách làm ấy thì có thể xem những video mà mình truyền tải trước đó các bạn nhé, về món mẩy nhưng. Đó, có thể làm từ thịt gà, thịt lợn hoặc là thịt gì chăng nữa, nhưng mà để mà ngon nhất thì là thịt gà các bạn. Thịt gà là ngon nhất. Lên nghĩa đồ thì ngoài gà này, cá này, nhưng mà không thể thiếu đó chính là món vịt bầu nghĩa đồ các bạn. Vịt bầu nghĩa đồ thì rất là nổi tiếng rồi. Đó. Ở đây thì có những cái mâm bằng gỗ này, bác làm những cái mâm bằng gỗ rất là đẹp luôn. Đó. Vừa đẹp này rồi là vừa gọn gàng, sang trọng. Một mâm đấy ngồi được 10 người đúng không? Dạ. Thoải mái. Đó. Ngồi quây quần với nhau, mâm tròn. Ôi con vịt này béo nhỉ. Vịt nhà mình nuôi để hay là mình mua ạ? Vâng. Ở trong đây thì giống như ở nhà mình ấy thì gần như nhà nào cũng có một đàn vịt các bạn. Có nghĩa là để ăn phục vụ gia đình này, có một cái ao nữa. Vâng. Vừa rồi các bạn, thịt trâu nướng tảng thì sẽ thái ra các bạn nhé. Vừa rồi cái đoạn này thì mình quên mất không chạy lên quay. Đang mải ngồi nói chuyện dưới quá các bạn. Thì cái thịt trâu này sẽ nộm các bạn nhé. Thịt trâu nướng tảng nộm với lại là tỏi, riềng, ớt. Riềng, ớt, tỏi, chanh, rau thơm. Đó. Cái này mùa này à. Cái món này uống rượu hay uống bia cũng tuyệt vời các bạn. Nói chung là tuyệt vời luôn. Đó. Còn bà thì có cá các bạn. Ông thì gỡ cá ra các bạn. Cái này thì cá bỗng các bạn nhé. Cá bỗng. Thơm quá. Cái này để nó đỡ gãy ấy, thì mình sẽ xiên. Xiên vào thịt cá rồi mình kéo ra cho lên đĩa. Nay làm mấy mâm nhỉ? Hai mâm ngồi thoải mái. Ở đây thì có thêm nữa các bạn, đó chính là da trâu muối chua. Da trâu muối chua thì làm sẵn rồi, khi mà ăn thì mình chỉ lấy ra và cho thêm rau thơm vào thôi. Cái này mùa hè đúng là món tuyệt vời để uống bia luôn các bạn. Giòn, ngon, sật, chua. Đúng rồi, uống rượu vào dịu xuống. Còn đây là anh Biên, anh ấy thì đang cắt cái món mẩy nhưng ra. Đồ gọi là mẩy nhưng. Mẩy nhưng à? Ở Nghĩa Đô có thể nói nhẹ nhẹ hơn chút so với chúng mình. Chúng mình gọi là mẩy nhưng, ở đây gọi mẩy nhưng.
nhưng nhìn chất lượng không? Thơm quá các bạn. Còn hai ông bà thì đang rất tình cảm đây các bạn. Là có nhà xếp cá ra đĩa. Ok. Cái da trâu muối chua này mình có bán luôn đúng không anh? Ừ, có bán nhưng mà cái này nhà anh hết, anh lại lấy nhà bà gì. Dạ vâng. Nhà làm cái này mà. Nhà tiên làm. Làm để bán luôn mà. Cho nhiều rau thơm thế. Cho nó ngon, nó thơm đúng không? Trộn lên các bạn. Cái này muối thì khi mình mang về mình cho thêm một chút mì chính nữa. Cho nó ngọt vì lúc mình muối thì nó cho muỗi muối thôi mà. Món này thì phải cho vào bát nó có cả nước. Đúng rồi. Để khô nó không ngon. Em sẽ thử xem nào. Chấm chấm nha. Chấm thử xem nhá. Em phải chén nữa. Ra ăn xem nó. Ừ, giòn. Giòn. Ngọt ngọt hơi chút chua các bạn. Rất là thơm luôn. Thơm mùi riềng. Thơm mùi riềng, mùi tỏi. Ớt, rau thơm. Gà sơi mới ngon. Đang bày ra đĩa rồi anh ạ. Xong rồi. Không có mẻ. Biết làm kiểu gì không, không, không biết này tháo tháo cắt khổ căng rồi. Đấy, chắc thịt trâu nộm rồi. Chứ không phải muối chua, nộm rồi. À, chắc nặng nộm, không có mẻ chắc là khô lắm. Lang tặng của Khánh nào. Đây chính là vịt lam các bạn. Vịt lam thì luộc gói. Lá dong, lá chuối. Đó. Cái này cho cực kỳ ít nước các bạn nhé. Cho khoảng một chút hoặc một chén. Cháy quá. Cháy em thơm. Cái cháy vỏ cứ thơm thì không sao. Hy vọng là không sao. Thơm cháy. Nó thơm thôi. Cắt. Món nó đâu có nộm nữa đâu. Mày phải cắt ở bên cạnh thôi. Một ống thôi ạ? Một con thì được một ống rồi. Cái này mình băm ra. Thái là à, lấy cái thịt thái ra nguyên thịt đấy. Vâng. À cái này là mình lọc thịt là nguyên thịt. Nguyên thái thịt thôi. Không, vâng. Không có xương. Trời, quá tuyệt vời. Rồi. Rồi, mọi người thì sẽ lên mâm lên đĩa các bạn nhé. Chỗ mình sẽ đi hình tiếp. Bây giờ thì à còn một món nữa đây này các bạn, đó chính là thịt gà đen nấu canh kiệu. Gà đen nấu gừng kiệu các bạn. Gà đen nấu gừng kiệu đây. Đó. Cái này thì chan thêm cơm là bát cơm cũng là tuyệt cú mèo luôn. Chuẩn bài. Ngọt cực luôn. Đi đâu? Cho quyền đi. Nói chuyện cái gì cả, không giới thiệu cán bộ rồi cả mà chỉ là em anh thôi. Đây đây cầm này bóp này, bóp lên nó cong lên đút vào, bóp lên phát ra. Rồi các bạn ạ, mâm cơm thì đã hoàn thành rồi, một cái mâm cơm của đồng bào người Tày tại Bảo Yên, Lào Cai, quê hương mình các bạn. Và hôm nay thì theo đoàn anh chị có rất là nhiều món từ gà, cá, vịt, những cái món đặc sản của địa phương. Những cái món này thì mình đã quay hình rất là chi tiết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào mukbang. Mời cả nhà ẩm thực thôi. Mukbang Sophie nhá. Rồi. Cái đoạn này thì mọi người sẽ xem trên kênh Anh Hải Sama TV các bạn nhá. Mình sẽ kết thúc tại đây rồi. Chuẩn bị uống rượu rồi. Bắt đầu lè nhè thì mình không ghi hình nữa. Đây là rau gì đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh. Xin chào các bạn nhé.